mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hai hoa hậu xứ Thanh đỏ sắc, thần tiên tỷ tỷ Phương Nhi thất thế khi đứng cạnh Đỗ Thị Hà. Hoa hậu Việt Nam và Miss World Việt Nam đều có cùng đơn vị sản xuất, nên có rất nhiều nàng hậu đã có cơ hội chung khung hình với nhau. Mới đây, màn đỏ sắc giữa hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi khiến dân tình không khỏi thích thú. Cùng đến từ mảnh đất Thanh Hóa, hai mỹ nhân đã chinh phục khán giả với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, yêu kiều. Vừa qua, Á hậu Phương Nhi đã đăng tải đoạn clip trên TikTok cá nhân. Trong đó, cô và đàn chị Đỗ Thị Hà đã diện áo dài nền nã, thanh lịch và nhảy theo trend giống bao bạn trẻ khác. Vốn có nhan sắc gây thương nhớ, thậm chí được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ, thế hệ mới, nhưng Phương Nhi lại có phần thất thế khi đứng cạnh Đỗ Thị Hà. Theo đó, dân tình nhận xét rằng Đỗ Thị Hà được trang điểm đậm hơn nên đôi mắt có phần to tròn hơn đàn em. Ngoài ra, cô cũng diện bộ áo dài đỏ nên cũng nổi bật hơn hẳn Phương Nhi. Đặc biệt, cả hai người đẹp đều sở hữu sống mũi thẳng như cầu trượt. Dân tình thích thú khi hai mỹ nhân tương tác với nhau rất nhiệt tình. Dưới bình luận, cả hai cũng dành cho nhau những lời khen có cánh. Trước đó, Phương Nhi đã nhiều lần xin vía đàn chị bằng việc diện những bộ đồ mà Đỗ Thị Hà đã từng mặc trước đó. Người đẹp sinh năm 2002 từng tiết lộ, chị Hà cũng là động lực để mình đi thi vì đây là lần đầu tiên Thanh Hóa có hoa hậu. Chị Hà đã truyền cảm hứng cho mình đăng ký thi Miss World Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.